Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu CD và giải mã 24 bit Pioneer PDRD50. Con này máy về gồm có sách và khiển xịn đúng đời theo đầu nhé. Con này mặt được thiết kế mặt vàng nhôm đẹp xuất sắc nhé. Đây, em quay sát cho các bác xem. Mặt con này có chức năng hay là mặt quắc nó hiện tên bài hát nhé, rất hiện, rất hay, rất hay. Góc cạnh rất đẹp. Giờ sẽ ấn play này. Con này giải mã không cần đĩa CD mồi nhé. Đấy, chất âm của này rất tốt. Mặt mũi rất khỏe nhá. Bây giờ em test thêm một đĩa, bây giờ em test là đĩa lòng trắng này. Bây giờ em test đĩa phono này. Đấy, hai loại đĩa luôn. Đấy, đã nhận tên này. Về đây đừng em,
CD đọc ok nhá các bác nhé. Bây giờ sẽ test phần giải mã này. Cho cửa đĩa vào này. Cái nút ở đây nhá là nút input selector này. Các bác ấn về Optica. Ấn nút rec này, record này. Đấy, mở luôn nhạc khác này. Tần nghi một hợp tin một hãy giúp đi điều anh em anh chị có. Qua mái tranh xưa.